Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Lâm Tư Travel. Bây giờ mình đang ở chân dốc Tam Đảo. Hôm nay mình đi chơi Tam Đảo nha các bạn. Chỗ này có mấy cái quán nước ngồi ở bên đường. Bên cạnh là một rừng cây cổ thụ rất là đẹp luôn. Đó, bên trên đường này là đa số là rừng thông cổ rất là đẹp các bạn. Mình sẽ quay một vòng khu này nhé. Ngồi uống nước ở đây thấy rất nhiều xe máy đi phượt các bạn. Đây. Khu này rất là mát này các bạn này, toàn cây cổ thụ. Đó, có gió hiu hiu rất là mát luôn. Mọi người đi từ dưới lên thì hay ngồi ở đây uống nước nghỉ ngơi. Đó, rất là nhiều quán các bạn. Đó, con đường từ đây lên rất là đẹp. Trước đây mình đi là năm 2016, đường nhìn nó bé hơn, bây giờ đường nhìn nó mới các bạn, rất là rộng. Mình sẽ quay đường đi lên đến thị trấn xem thế nào nhé. Xin chào các bạn, đây là kênh của gì nhỉ? Kênh blog của Lâm Tư Travel à? Phải không? Hôm nay mình sẽ là cameraman thay quay thay bạn đấy nhá. Bạn ấy đang lái xe đây các bạn này. Rồi, mũ to hơn người luôn. Ê, let's go. Chỗ này đẹp rồi này. Hả? Chỗ này đẹp rồi này. Nhưng mà kỹ thuật quay của ta thì hơi kém nhưng mọi người thông cảm. Chưa thấy cái gì đẹp cả. Không, cái thông này chưa đẹp á? Chưa. Cái thông đấy gì? Chung là nó cũng có sự hùng vĩ thôi, nhưng mà kiểu đẹp mà khiến mình trầm trồ thì chưa có. Đường khá dốc ấy nhỉ. Tôi có thấy khác gì với đèo Hàn Sơn không? Đẹp hơn. Đẹp hơn á? Còn độ dốc thì sao? Dốc thì nó thoải thoải hơn đúng không? Nó dễ đi hơn ý nhỉ? Chứ nó không dốc hẳn. Cô ở đây lại có một cô bán chuối với lại su su này. Ừ, đấy không có đẹp không? Chuối rừng. Nhìn treo nhìn hay nhỉ? Su su này. Chuối nhỏ xinh nhất. Chiều mai mình về chắc là ta vẫn bán ở đây nhỉ? Ngày nào cũng bán đi. Bên đây có vẻ mát hơn rồi đấy không? Ừ, tôi có thể bỏ mũ ra được không? Quên, ý là bỏ cái mũ áo ra cũng được. Hôm nay đi số 3 là bình thường. Chắc là còn dốc mấy dốc khó hơn, mình cứ thử đi lên tiếp đi. Tại vì càng lúc càng lên cao đúng không? Thông rất đẹp. Mấy cái thông chết nhìn đẹp này. Ờ, bây giờ mình thấy được đẹp đúng không? Cao đấy. Nhìn treo nhìn hay thật. Mai tôi làm một quả ảnh nữa. Để chụp ảnh tĩnh nó mới đẹp. Có anh đi nhanh quá. Thấy lạnh lạnh chưa? Bắt đầu nhìn thấy thị trấn rồi kìa tươi. Thấy mờ mờ xa xa kia không? Ở trên cao rồi. Đẹp chưa? Thành phố trên mây đây rồi.
lên đến đỉnh đến nơi rồi đấy. Khá là cao nhá. Có một cái nhà như là hoang vậy. Toàn sương mù mà. Chỗ này đẹp không tươi? Như kiểu đang đi vào ngôi nhà cổ tích ấy nhỉ? Khó chịu lắm. Càng lên càng bé không? Wow, chỗ đẹp nha. Chợ Tam Đảo kìa. Ồ, mắt quỷ. Thoại nhá. Ừ. Đi xe máy đi kìa. Ủa chỗ kia sương mù ghê vậy. Xe nó kéo lên cao không nè. Ở cái nhà đấy vừa nhìn thấy mà. Sợ thật nhờ. Ừ. Sắp kéo che mất cái nhà bờ ở bên kia rồi. Ừ. Ôi, trong một phút che hết cái nhà to ở bên kia rồi. Đó, các bạn đi lên thì các bạn để ý cái đường đi lên đây, còn là cái đường mình quay đi về thì đi xuống đường kia. Hôm qua mình thấy cũng có mấy bạn lại đi xuống đây là đi ngược chiều các bạn. Giao thông sẽ đón ở dưới kia và bắt. Ok, bây giờ mình lại đi xuống nhé. Trời hôm nay khá là nắng các bạn. Hôm qua thì trời mát hơn. Xin chào các bạn, đây là lần thứ hai mình quay cho kênh vlog của Lâm Tươi Travel. Lần này thì có khả năng là sẽ khá hơn lần trước ạ. Hôm nay để đến đỉnh đầu quay phải khá hơn thì đúng rồi. Đẹp luôn. Cứ phải bán nhà. Nắng lung linh bông hoa vàng. Đây có đoạn này là đoạn mình nhìn từ trên cao xuống cái đoạn cầu đây đúng không? Cấm rẽ sang bên này. Trên kia xuống rất là đẹp. Giờ mình ngắm cầu rồi. Ôi ngắm cầu đây. Đoạn này mới đẹp cả. Đứng đây này. Đây.
này sáng có mây đẹp lắm nhỉ. Hình như sắp có mây rồi hay sao ấy. Tầm cái này ở dưới này đẹp này. Trên xuống mà. Thôi chị em quay thấy em thở một nhỉ. Ôi giời. Cho tôi ngồi mày ở ngoài à, sau mà quay tha hồ quay. Cái cành thông cái này, chỗ này là tự nhiên nó có cái chùm đẹp không? Trong máy ảnh khó nhìn lắm. Điện thoại. Rồi thế rồi. Mà là tối. Chào tạm biệt các bạn. Hãy ấn đăng ký kênh để xem nhiều video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.